dài 10 12 km à? Bao nhiêu? 12. Nó xóa mẹ mất rồi. 22. Bộ đội nhân sự phòng. Có chú không đứng chụp không? Không thấy chưa? Nhưng mà điểm này hơi xấu nhỉ. Tôi nghĩ điểm lúc trước là điểm điểm chuẩn nhưng mình đã tìm thấy chỗ ở đâu. Điểm nào? Điểm lấy trên đỉnh đèo này. Cái lọc gió mới là hướng riêng của nó. Gió đỉnh đèo mới tôi thấy mới là trên bản đồ nó mới ghi. Đỉnh đèo đấy là cái ấy, nghĩa là cái đồn biên phòng chắc chỗ cao cao